ôi, có phải đây là giờ ta xa cách? Ai biết hai mình lặng yên cúi đầu chờ câu nói yêu thương. Em không nghe ngoài kia trời đông đã lên rồi, bao lớp người đi đầu mây chân gió, vai nặng gánh sông hồ, còn bao lâu nữa xin em thôi hờn dỗi. Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé, xin chớ buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói gì nhiều trong lúc tạm xa, rồi đêm khuya vắng em chờ giấc mơ màng là khi em thấy nhiều ước mơ. Anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho sớm mày xa chi bao cánh nắng sau này. Giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nàng câu lưu luyến, anh hứa mang về mùa xuân bất tận nở trên má em điều. Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say, là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ. Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Hành Trang Giả Từ, sáng tác Trường Sa. Đừng cho lệ hoài
bất tận nợ trên má em yêu. Nhưng xin em đừng quên từng đêm rung vang về trong giấc ngủ say, là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ. Là khi anh đã sinh sống cho đời.